Chào mừng bạn quay trở lại kênh Chữa Lành Tâm Trí. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về cách để kiểm soát những cơn giận. Bạn thân mến, kiểm soát cơn giận là một điều vô cùng khó khăn với tất cả chúng ta, bởi những cảm xúc nó đem lại cho chúng ta vô cùng mạnh mẽ. Nó có thể phá hoại mọi thứ trong cuộc sống và khiến chúng ta khốn khổ. Nhưng nếu chúng ta muốn hạnh phúc và bình yên, chúng ta phải biết cách làm chủ được nó, kiểm soát được nó. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật của Đức Phật. Điều gì khiến Đức Phật có thể thay đổi được một người từng rất oán hận Ngài đi theo làm đệ tử của Ngài? Hãy xem đến cuối video và khám phá ra điều thú vị đó. Bạn sẽ học được những bài học quý giá của Đức Phật để làm chủ những cơn giận dữ trong mình, và bạn sẽ không bị nó điều khiển khiến bạn và những người xung quanh khổ đau thêm lần nào nữa. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Một chuyện xảy ra vào thời Đức Phật. Có một ông già theo đạo Bà La Môn rất nóng tính và bạo động. Ông rất ghét Đức Phật bởi vì ông Phật này thuyết giảng toàn những thứ chống lại tôn giáo của ông ấy. Ông nói, những người trong nhà tôi, các con trai tôi, các con dâu tôi, tất cả đều thôi không cử hành các nghi lễ nghi thức và không cử hành lễ nghi đạo Bà La Môn nữa. Các con tôi suốt ngày ngồi ở góc nhà, theo dõi hơi thở ra vào, theo dõi các cảm giác. Bọn chúng đang làm gì thế? Ông Phật này làm hỏng hết tôn giáo của tôi, làm hỏng hạnh phúc gia đình tôi. Người đàn ông tức giận và không ngừng chửi bới Đức Phật. Tôi sẽ tới và bữa sọ ông ta ra, chỉ có cách này mới chấm dứt được sự giảng dạy của ông ta. Rồi ông ta đến gặp Đức Phật với tâm trạng phẫn nộ. Ông ta vừa đi vừa chửi rủa, ông ta đã mất kiểm soát. Khi tới nơi, ông ta lao thẳng vào chỗ Đức Phật đang ngồi giảng pháp cho các đệ tử. Ông ấy không ngừng la lối om sòm. Đức Phật đã nói, này ông lão, hình như ông rất bực bội, hãy tới đây ngồi xuống, chúng ta hãy thảo luận về vấn đề của ông. Ông già ấy nghe vậy liền nghĩ, ta sẽ không bàn luận với ông Phật này, bởi vì ông ta là người rất khôn ngoan. Giây phút ta thảo luận với ông ta, sự tức giận của ta sẽ biến mất. Nếu sự giận dữ của ta biến mất, ta sẽ không bổ sọ ông ta ra được, ta phải tiếp tục tức giận. Và ông ta đi tới gần Đức Phật, ông ta vẫn vừa đi vừa chửi bới. Đức Phật thấy vậy liền nói, này ông lão, trước khi tiếp tục chửi ta, hãy trả lời ta một câu hỏi. Ông chỉ cần trả lời ta một câu hỏi, ông có khách tới nhà thăm không? Người đàn ông đó liền trả lời, có chứ, có rất nhiều khách đến nhà tôi, khách đến nhà tôi thì có liên quan gì đến chuyện này? Đức Phật lại nói, vậy có ai từng đến thăm ông và tặng cho ông quà? Ông lão trả lời, có chứ, có rất nhiều khách mang quà đến cho tôi, nhưng ông quan tâm đến chuyện ấy làm gì? Đức Phật liền nói, giả dụ có vị khách nào đó mang quà đến thăm ông, và ông không thích món quà ấy, ông không muốn nhận nó. Vậy ông có lấy món quà đó, hay ông sẽ làm gì với nó, chuyện gì sẽ xảy ra? Ông lão liền nói, chuyện gì xảy ra à, tôi sẽ trả món quà ấy cho họ, và nói họ mang về. Đức Phật liền nói, này ông lão, ta muốn nói với ông điều như thế, ông đã tới nhà ta như một người khách, ông đã mang theo những món quà chửi bới. Ta không muốn nhận những món quà ấy, chúng thuộc về ông, chúng là tài sản của ông, không phải tài sản của ta, hãy mang chúng đi. Ông già này là một người rất thông minh, ông ta chỉ bị một bức màn mỏng che phủ. Bức màn tức giận vốn không cho ông ta hiểu được sự thật bên trong chính mình, ông ta bình tĩnh lại và nói, thưa Đức Phật Gotama, làm sao ngài học được cách không chấp nhận bất cứ món quà nào? Đức Phật đã trả lời, ông lão, hãy ngồi xuống đây. Hãy nhắm mắt lại và quan sát hơi thở ra vào, quan các cảm giác bên trong chính mình, ông phải tự quan sát mình. Nếu ông không tự quan sát mình, ông không thể thoát ra khỏi sự khốn khổ mà tức giận đem lại. Sau đó Đức Phật nói, suốt cuộc đời chúng ta, có nhiều vị khác tới thăm, có người mang những món quà của tình yêu thương. Nhưng có nhiều người mang quà biếu chúng ta bằng những món quà chửi bới, món quà của sự giận dữ. Món quà của những lời nói và hành động khiến chúng ta không thích. Và chúng ta phản ứng giận dữ lên nó. Họ tặng chúng ta một lần, và để đáp lại chúng ta trả lại họ gấp 10 lần. Họ mang 10 món quà giận dữ, ta trả lại họ 100 món. Sự trao đổi quà này là người khốn khổ, chúng ta cũng sẽ trở nên khốn khổ. Khi chúng ta phản ứng một cách mù quáng, chúng ta khiến mình khổ đau và làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Bởi vậy, trừ khi chúng ta giữ được sự bình tâm ở chiều sâu bên trong mình, nếu không, chúng ta không thể trông mong đạt được kết quả gì. Tất cả những gì xảy ra bên ngoài sẽ mang lại cảm giác bên trong cơ thể, dễ chịu hay khó chịu. Tất cả những gì xảy ra bên ngoài
sẽ khiến bạn thở bình thường hay không bình thường. Khi chúng ta thực tập đúng phương pháp, quan sát hơi thở và quan sát các cảm giác, luôn giữ được sự bình tâm trước chúng. Khi chúng ta vững tâm mình, chúng ta sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt và tốt lành cho mình và cho tất cả mọi người. Đó là cách bạn nên giải quyết vấn đề. Bức màn này được vén lên và ông lão bắt đầu hiểu. Đây không phải là vấn đề của riêng ông ấy, đây là vấn đề của tất cả mọi người. Ông lão này tên là Parawatta, sau đó ông đã nỗ lực thực hành thiền và trở thành một Parahan, một người hoàn toàn giác ngộ. Và suốt cuộc đời còn lại, ông đi theo Đức Phật để phụng sự chúng sinh. Ông ta phụng sự chúng sinh trọn vẹn bằng phương pháp thiền của Đức Phật. Qua câu chuyện này chúng ta nhận ra rằng, để kiểm soát cơn giận của mình, chúng ta cần có sự bình tâm trước những cảm xúc đó. Chúng ta phải hiểu rõ về nó. Nếu bạn không biết bạn đang tức giận, bạn không thể giải quyết được nó. Điều đó thể hiện bạn cần có chánh niệm để nhận biết chúng. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình bị kích động bởi những cơn tức giận này, hãy hỏi bản thân câu hỏi này: bây giờ tôi đang cảm thấy như thế nào? Suy nghĩ của tôi hiện giờ là gì? Bất cứ khi nào chúng ta hỏi mình câu hỏi đó và khi trả lời nó, đó là bước đầu tiên chúng ta có thể ngăn sự tức giận của mình, không cho nó kiểm soát lại chúng ta. Mặc dù điều này mang tác dụng rất nhỏ, sự khó chịu trong bạn sẽ không hết ngay lập tức. Tuy nhiên đó là bước đầu tiên để bạn bắt đầu quay vào bên trong, để hiểu về chính mình. Bước thứ hai, để có thể làm chủ những cảm xúc bên trong chính mình, hãy thực tập thiền để giúp mình bình tĩnh trở lại. Hãy lùi lại im lặng một mình, cho mình ngồi xuống quan sát hơi thở, quan sát các cảm giác trên thân. Khi chúng ta cảm thấy tức giận, có phải bạn đang thấy hơi thở mình mất đi sự bình thường? Bạn thở nặng nhọc hơn, và chúng ta đang thở gấp. Đó là cách chúng ta nhìn thấy mối liên quan giữa các cảm xúc với thân thể. Bất kỳ cảm xúc nào đều có liên quan đến cơ thể. Khi bạn trở nên tức giận, bạn không chỉ cảm thấy hơi thở của mình mất đi nhịp bình thường, chúng ta còn cảm thấy nóng ở ngực, nóng ở tai, tim đập nhanh hơn. Vì vậy, điều đầu tiên để kiểm soát cơn giận của mình là ngồi xuống và bình tâm trở lại. Hãy hít một hơi thở thật sâu và thở ra thật chậm, lặp lại điều đó vài lần, và bạn sẽ làm dịu được tâm trí mình, làm cơ thể mình thoải mái bớt đi sự căng thẳng. Đó là cách gián tiếp bạn làm cho cơn giận mất đi sức mạnh của nó. Và đó cũng là cách lý giải tại sao khi thiền chúng ta phải quan sát hơi thở và quan sát những cảm giác. Bằng việc quan sát chúng, chúng ta sẽ nhận diện được những cảm xúc vô hình đó trong tâm trí. Bây giờ điều chúng ta cần làm là, bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy tức giận hay cảm thấy hoảng sợ, chỉ cần đưa ra thông điệp cho cơ thể của bạn rằng hãy bình tĩnh lại, bằng cách hít vào 2 đến 3 hơi thở sâu, sau đó thở ra thật chậm. Việc thở sẽ giúp bạn bình tâm rất nhiều. Sau đó là bước thứ 3. Khi bạn có chút bình yên và tĩnh lặng trở lại, bạn có thể suy ngẫm một cách khôn ngoan về vấn đề của mình. Khi bạn suy ngẫm về những cảm xúc của mình, bạn có thể tìm thấy lý do tại sao bạn lại tức giận. Tại sao tôi lại cảm thấy tức giận với người này mà không phải tức giận với người nào khác? Tại sao điều này lại khiến tôi tức giận mà không phải một điều nào khác? Sau đó bạn có thể thấy một sự thật rõ ràng rằng, sự tức giận không phải từ nguyên nhân bên ngoài, không phải người nào đó hay việc nào đó khiến chúng ta tức giận. Sự tức giận xuất phát từ bên trong chúng ta, tại vì sự bám chấp của chúng ta. Bám chấp về cái tôi này, và bám chấp về những cái của tôi. Chúng ta mong cầu điều gì đó, và nó không diễn ra như ý chúng ta muốn. Chúng ta trở nên tức giận và khốn khổ. Bất cứ khi nào bạn gặp một tình huống khiến bạn bị kích động và trở nên tức giận, bạn có hai lựa chọn. Hoặc là bạn bị những cơn giận kiểm soát chính mình, hoặc là bạn là người kiểm soát chúng, điều đó tùy thuộc vào sự bình tâm của bạn. Vì vậy hãy làm mình trở nên vững mạnh, để bạn có đặc quyền làm chủ cái tâm này, làm chủ cái thân này, và làm chủ cuộc đời này. Đức Phật đã từng nói, sự tức giận không bị cơn giận chiếm giữ, hận thù không bị hận thù chiếm giữ. Tức giận và hận thù chỉ bị chiếm giữ bởi tình yêu và lòng từ bi. Vì vậy bạn phải đặt niềm tin vào sự kiên nhẫn chính mình, dùng lòng trắc ẩn và từ bi, tha thứ cho những lỗi lầm người khác. Đó là cách chúng ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề mà không bị những vấn đề không như ý làm mình khổ đau. Phương pháp này của Đức Phật không phải sẽ khiến chúng ta trở nên thụ động. Đây không phải là kiểu bạn sẽ luôn im lặng vô cảm trước mọi sự giận dữ và xâm hại từ người khác. Đây là kiểu bạn hiểu mọi cảm xúc chính mình từ sâu bên trong để bạn có thể làm chủ mọi tình huống. Khi bạn hiểu nguyên nhân nào khiến mình giận dữ,
bạn sẽ biết lý do tại sao mọi người đang giận dữ lên bạn. Khi đó bạn sẽ biết cách xử lý vấn đề một cách chủ động và trở nên năng động để xử lý những tình huống xảy ra với mình. Bạn sẽ biết khi nào bạn cần biện pháp mạnh hoặc khi nào bạn cần im lặng. Đức Phật đã từng nói rằng phản ứng sẽ luôn luôn tràn đầy tiêu cực và khổ đau. Giờ đây khi có chánh niệm, bạn sẽ biết cách hành động một cách tích cực, tốt lành cho chính mình và tốt lành cho người khác. Sự thay đổi sẽ tới, nó chắc chắn sẽ tới, nếu bạn giành được quyền kiểm soát tâm trí mình. Đức Phật đã thành công nhờ sự bình tĩnh trong tâm Ngài, nhờ sự hài hòa trong tâm Ngài, nhờ sự an lạc trong tâm Ngài, chứ không phải nhờ vào sự tranh cãi. Chúng ta sẽ không bao giờ thành công bằng việc luôn tranh cãi, đây là điều Ngài đã thực hành suốt cuộc đời. Rất nhiều tình huống đến trong cuộc đời Đức Phật và Ngài luôn luôn giữ được tâm mình rất an tĩnh, rất trầm lặng và rất tinh khiết, tốt lành cho mình và tốt lành cho cả mọi người. Video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh mới có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.